Ok, chào anh. Okay. Đầu tiên thì anh có thể giới thiệu đôi nét về công ty của mình được không? Ok. Hamsa thì được thành lập từ năm 2014. Thì từ đó này chúng mình tập trung rất là chuyên sâu về mảng thương mại điện tử. Và về định hướng lâu dài thì công ty sẽ định hướng trở thành một tập đoàn công nghệ để mang lại những cái giải pháp về công nghệ nói chung cho các doanh nghiệp trên toàn cầu. Tuy nhiên trong những năm sắp tới thì chúng mình vẫn tập trung tương đối vào mảng thương mại điện tử. Vậy thì trong cái quá trình mà vận hành công ty như thế thì anh có cảm thấy là tức là gặp một cái sự khó khăn nào trong cái quá trình mình tuyển dụng nhân sự hay không? Cái câu chuyện đối với bọn mình thì cái việc tuyển dụng nhân sự nó giống như là câu chuyện là làm sale, làm marketing cho sản phẩm thông thường. Đấy, thì bọn mình cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn trong câu chuyện tuyển dụng. Và cụ thể ví dụ như gần đây nhất thì bọn mình thông thường để tuyển một vị trí về front end ấy, bọn mình là phải 50 CV thì mới tuyển được một bạn. Thì đấy là nói thế thì có thể hình dung được là cái khó khăn, cái vất vả của bộ phận nhân sự như thế nào. Đúng rồi. Vậy thì cái trường hợp như thế là nó xảy ra là trong những năm gần đây hay là từ trước đến nay là nó liên tục như thế? Về cơ bản là từ trước này cũng vẫn thế. Có điều là trước thì cái tỷ lệ chuyển đổi thì nó sẽ tốt hơn một chút, là lý do là bởi vì lúc đấy mình yêu cầu thấp hơn thôi. Thế còn đây bọn mình yêu cầu rất là chặt chẽ, thế thành ra là các tỷ lệ CV mà có thể đi vào vòng trong là rất là thấp. Vậy thì theo anh đánh giá thì qua cái quá trình phỏng vấn như thế ấy, thì anh thấy là cái khiếm khuyết hoặc là cái điểm yếu của cái ứng viên đấy là chủ yếu xoay quanh về cái gì? Ví dụ như thiếu về mặt nền tảng hay là thiếu về mặt công nghệ đấy, theo anh là thiếu về cái gì? Ok, mình thì mình thấy là có ba cái thiếu. Thiếu thứ nhất là cái việc xác định hướng về mục tiêu, thậm chí chỉ là trong ngắn hạn 1-2 năm thôi là các bạn rất là yếu, chứ là chỉ đi làm chỉ là nộp hồ sơ, nộp CV theo kiểu là theo thói quen, theo mọi người làm thế thì mình làm thế, chứ không có một cái định hướng cụ thể. Cái số 2 là cái chuyên môn ấy, là các bạn cũng hơi yếu. Và cụ thể là khi bọn mình thì cái quá trình phỏng vấn mình cũng phải đi qua mất vài vòng. Trong đó thì sau khi lọc CV ấy, thì bọn mình có một cái bài test là test từ xa thôi, tự làm tại nhà thôi. Thì cái thứ nhất là cái rất nhiều bạn là không tham gia làm test. Và qua mình khảo sát thì thấy các bạn lười, tức là các bạn thấy bài test là bỏ luôn. Còn cái tỷ lệ các bạn làm bài test ấy, thì bọn mình cũng trong số đấy cũng chỉ được một vài bạn là chiến chu cả dạng thôi. Thì mình thấy là cái kiến thức chuyên môn của bạn cũng khá yếu. Đây là cái yếu số 2. Cái số 3 là mình thấy các bạn ấy về thái độ là chưa thực sự nghiêm túc. Tức là đâu đó là vẫn là theo tinh thần là đi trải CV. Và thậm chí còn chả nhớ công ty mình đang apply là gì. Tức là không tập trung đúng không? Đúng rồi. Thì nó thể hiện ra rất nhiều thứ. Thứ nhất là cái CV của bạn viết rất chung chung. Và thậm chí đôi khi là viết gửi cái email để nộp CV là nó thậm chí còn chả có tiêu đề gì. Hoặc là nếu có thì nó cũng chỉ là một cái gì nó rất là hời hợt. Thì mình đánh giá ngay từ những cái bước bắt đầu như thế. Rồi nội dung CV nó cũng chung chung như mình vừa nói. Và khi đến phỏng vấn thì vấn đề về giờ giấc thì cũng rất hiếm bạn là đến đúng giờ. Hoặc là đến sớm hơn 5-10 phút là đấy là rất hiếm luôn. Đa phần là đến sát giờ hoặc thậm chí đến muộn. Đó. Thế đúng rồi. Thế thì cái này thì như trong cái quá trình mà bên em đào tạo ấy thì cũng đã có đưa vào trong cái chương trình cho các học bạn học viên. Thế thứ nhất là cũng mời các cái doanh nghiệp bên ngoài, bên có tinh nhất của Nhật hay là doanh nghiệp mà Việt Nam làm cho thị trường nước ngoài cũng có những cái mô đun để mà giới thiệu cho bạn, tức là nó cũng ngắn thôi nhưng mà để mà chuẩn bị các bạn những cái kỹ năng nó tốt nhất như cách viết CV thôi, là cũng phải là như thế nào, sau đó là cách trả lời phỏng vấn vân vân. Thế thì cái đấy thì nhưng mà qua trao đổi với anh thì em cũng nghĩ là trong cái quá trình đào tạo thì theo anh đi thì có chăng là giữa doanh nghiệp với cả cái môi trường đào tạo ấy, nên có những cái hợp tác nó sâu hơn thì nó mới mang lại cái giá trị, cái chất lượng cho ứng viên sau này được không? Chắc chắn rồi, tại vì mình thấy là cái khoảng cách giữa đào tạo và doanh nghiệp nó vẫn có một cái khoảng cách nhất định nào đó. Và thành ra thì khi mà đào tạo ra, phía đào tạo khi đào tạo ra thì có thể là sinh viên, học viên là lại chưa tìm được công việc phù hợp luôn. Còn phía doanh nghiệp khi nhận vào thì lại cũng phải đào tạo thêm rất nhiều. Thế thì nhìn ở góc độ rộng hơn thì là chúng ta đang lãng phí cái nguồn lực chung của xã hội. Thế nếu mà phối hợp được với nhau là trong doanh nghiệp thì có đào tạo và trong đào tạo thì có doanh nghiệp. Nếu được như thế thì mình thấy là tiết kiệm nguồn lực cho bên đào tạo này, cho doanh nghiệp này và cho cả học viên. Và đương nhiên là tức là có lợi cho cả ba bên luôn. Cả ba bên và được cuối cùng là rất là tiết kiệm nguồn lực cho cả xã hội. Vậy thì đứng trước cái thực trạng mà như thế thì chúng ta đã có một số cái ý tưởng rồi. Thì nếu mà để trong cái giải pháp mà trong cái thời gian ngắn nhất đối với cả cái môi trường đào tạo theo anh thì
trong cái môi trường đào tạo thì có cần phải bổ sung thêm cái gì cho các em để mà có thể là chám được vào cái chỗ mà ba cái điểm yếu mà anh đã vừa trao đổi đấy. Đấy thì trong đào tạo người ta có cần bổ sung thêm cái gì hay không? Mình nghĩ là cái trước hết là cái câu chuyện là định hướng nghề nghiệp là nên có. Tức là đương nhiên là mình học vào đại học có thể là cái ngành này ngành kia hay là ngôn ngữ nọ công nghệ kia. Thế nhưng mà cái trước đấy nó vẫn phải là cái định hướng nghề nghiệp. Và vì nếu không thì các bạn cũng làm theo một cách bản năng, nó cũng không biết là mình đang đi đâu về đâu. Thế mình nghĩ là cái đấy là cái đấy quan trọng. Cái số 2 đó là cái một số cái kỹ năng mới gọi là kỹ năng làm việc. Thì ví dụ như là cái câu chuyện là về như ban đầu thì có câu chuyện vào trong quá trình tuyển dụng đúng không, thì là CV như thế nào này, nộp phỏng vấn như thế nào này, đấy là phần tuyển dụng. Còn khi đã vào công ty rồi thì ví dụ như là về giao tiếp như nào, về việc là sẽ trách nhiệm với công team, việc của bản thân này, với cả team và với công ty như thế nào, đấy là những cái mình nghĩ là cần đào tạo. Còn về mặt chuyên môn thì có thể là nếu có thể được thì mình đào sâu hơn về cái nền tảng. Tức là mình thấy là nhiều bạn là nó hơi thiếu cái gốc. Thế thành ra khi mà gặp cái vấn đề mà nó không đúng như mình học ấy, là các bạn không biết loay hoay, không biết sai sở nào, và thường là sẽ đi search Google, nhưng mà search và kỳ vọng một người là có một người nào đó có vấn đề đúng như thế và có lời giải đúng như thế và copy về nhưng không hiểu gì. Và may mắn thì nó chạy, còn nếu nó không chạy thì là loay hoay mất nhiều khi là mất cả tuần, chứ không đơn thuần là mất một ngày hay là một vài tiếng. Thì mình nghĩ là mấy cái phần đấy là cần nó okay. Vậy thì câu hỏi cuối cùng muốn dành cho anh là trong cái thời gian tới, những cái ngôn ngữ nào mà bên mình là có dự kiến mà hoặc là đang triển khai sắp tới luôn, là những cái dòng ngôn ngữ như thế nào để chia sẻ luôn, bởi vì là có thể có những bạn đang xem video này thì các bạn đã sẽ có thể có những cái chuẩn bị. Em cũng được biết là Hamza là một trong những đơn vị tuy là mới nhưng mà cũng là đã có một cái thế mạnh rồi, đã có một chỗ đứng rồi. Thì từ đấy thì các bạn cũng mong muốn là tìm được những cái đơn vị mà mình tức là cống hiến cho những đơn vị mà có như thế, thì anh có thể là cho các bạn biết là trong tương lai này, hoặc là những ngôn ngữ nào mà bên mình thường xuyên sử dụng này. Về cái lộ trình của Hamza trong những năm tới, thì ví dụ từ năm cuối năm ngoái cho đến cuối từ đầu năm nay cho đến cuối năm nay là bọn mình đang có kế hoạch là tăng gấp đôi về mặt quy mô, và cụ thể là bây giờ cũng đang gần đạt được cái tỷ số gấp đôi rồi, và dự kiến trong khoảng 2-3 năm tới thì cũng sẽ liên tục gấp đôi như vậy, tức là nhu cầu rất là lớn. Tuy nhiên thì lớn như vậy nhưng mà về cái hướng về công nghệ, về ngôn ngữ tuyển dụng thì bọn mình cũng khá là tập trung. Về phần backend ấy, thì là hiện tại bọn mình đang tập trung chủ yếu vào Node.js và database thì liên quan đến là chủ yếu là MongoDB và MySQL. Dự kiến sang năm thì mình có thể mở rộng thêm mạng Ruby nữa. Thì là phần backend. Còn frontend thì mình đang yêu cầu đang tập trung rất là lớn vào frontend thuần thôi, tức là HTML, CS, JavaScript và cụ thể là jQuery. Nhưng mà yêu cầu là rất cao về mặt tư duy lập trình để xử lý JavaScript, chứ không phải là đơn thuần một vài cái câu lệnh đơn giản của JavaScript. Thì đấy là cái phần công ty mình đang tập trung rất nhiều cho những năm tới. Ok, hôm nay anh cảm ơn anh đã có chút thời gian để chia sẻ về những cái liên quan đến về cái nhân sự hiện tại và cái thực trạng hiện nay. Thì cũng trên thay mặt NIT ICT Hà Nội đã xin chúc anh cũng như là Hamza ngày càng phát triển bền vững. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn NIT ICT đã đến thăm văn phòng Hamza ngày hôm nay. Và mình cũng rất là mong muốn là giữa NIT ICT và Hamza có nhiều cái chương trình để phối hợp thực tế như ban đầu mình có thảo luận, để làm sao mà doanh nghiệp, trong doanh nghiệp thì có đào tạo và trong đào tạo thì có doanh nghiệp, để làm sao tiết kiệm nguồn lực nhất cho xã hội. Và chúng ta mỗi người một công một sức để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Cũng rất là mong muốn là có thể đón nhận được là nhiều học viên của NIT ICT về làm việc với mái nhà của Hamza trong sáng năm. Dạ vâng, ok, cảm ơn anh. Xin chào các bạn ạ. Chào các bạn.